xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với tin tức mới. Rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin nóng nhất có trong ngày. Ngay bây giờ, các bạn hãy dành ra ít phút để cùng với mình cập nhật tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Khởi tố người trực chốt kiểm dịch chiếm đoạt của shipper 2 triệu đồng để bỏ qua vi phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Văn C để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Thông tin trên được Công an tỉnh Bình Dương cung cấp cho phóng viên vào sáng nay mùng 1 tháng 9. Xe vốn là thành viên đội xung kích phòng chống tội phạm phường Bình An, thành phố Di An. Làm việc với cơ quan công an, bước đầu người này thừa nhận đã làm luật 2 triệu đồng của shipper HTD sinh năm 1994 Ngụ Bình Dương và giao nộp số tiền trên. Tuổi trẻ dẫn thông tin từ công an thành phố Dĩ An nhận định hành vi của C đã vi phạm quy định tại khoản 1 điều 355 Bộ luật hình sự năm 2015. Nhưng người đàn ông này có nơi cư trú rõ ràng, có gia đình bảo lãnh và do hiện tại tình hình diễn biến dịch phức tạp nên được tại ngoại trong quá trình điều tra. Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, ngày 16 tháng 8, C trực tại chốt phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở phường Thống Nhất, phường Bình An nên tiến hành kiểm tra anh D. Sau khi phát hiện giấy xét nghiệm âm tính nhưng có dấu hiệu chỉnh sửa ngày tháng, C yêu cầu đưa anh shipper này về công an phường Bình An. Trên đường đi thì C đã đe dọa sẽ bỏ tù D và yêu cầu đưa 2 triệu để bỏ qua vi phạm. Khi anh D nói không có tiền trong người, xin được đến trụ ATM để rút tiền thì người này không đồng ý, yêu cầu phải gọi người ra đưa tiền nên anh D đã nhờ bạn chuyển 2 triệu cho C vừa rồi là những thông tin vừa tổng hợp trong ngày của tin tức mới cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình đừng quên để lại ý kiến đóng góp hay chia sẻ cảm nhận bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo